Như vừa rồi tôi có nói là chúng ta bổ sung bằng các cái đồ ăn thức uống của thảo dược, và trong đó tôi có nói đến cái hạt đậu tương ấy ạ. Thế thì cái sản phẩm từ cái hạt đậu tương nó vô cùng giá trị, và hiện nay tôi được biết trên thị trường có một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, đó là mầm đậu nành nano collagen. Và đây là một sản phẩm mà được bào chế hoàn toàn 100% từ các chất từ thảo mộc, trong đó thành phần chính chính là mầm đậu nành. Và tôi xin nói với các bạn, tôi rất chú ý đến sản phẩm này và bản thân tôi cũng sử dụng, và tôi cũng hướng dẫn cho rất nhiều người sử dụng, tôi thấy rất có hiệu quả. Bởi vì sao? Bởi vì dựa vào cái công nghệ nano đúng ạ, mà công nghệ nano là một cái công nghệ rất là mới, và chúng ta thấy rằng là người ta đã chiết xuất cái một cái tinh chất isoflavone của từ có trong mầm đậu nành với công nghệ nano. Thì như vậy có nghĩa là cái tinh chất mà isoflavone này trong mầm đậu nành với công nghệ này thì nó là cái dạng hạt nhỏ nhất và được hấp thu hoàn toàn, rất dễ hấp thu, và hấp thu hoàn toàn khi chúng ta uống vào. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là trong cái sản phẩm mà mầm đậu nành nano flavone này, chúng ta thấy cái thành hoạt chất chính của nó là isoflavone. Chúng ta thấy đây là một cái chất nó tương tự như là estrogen tự nhiên trong cơ thể, mà chúng ta biết rằng là cái hoạt chất isoflavone này nó có cái tác dụng rất là tuyệt vời, nó kích thích cơ thể tạo ra sản xuất, tăng cường sản xuất ra collagen. Mà các bạn biết collagen là nó giúp cho cái vẻ đẹp của người phụ nữ, thì nó làm căng, làm mịn cái làn da, tăng cái sự đàn hồi của làn da rất là tốt, và nó chống lại cái sự lão hóa như là nám, như là chảy xệ rất là tốt, đúng không ạ? Bởi vì nó tăng cường cái mối liên kết đấy, thế cho nên là cái da của chúng ta săn chắc rất là tốt. Cái thứ hai là bản thân cái nano flavone này á, isoflavone này á, thì nó có tác dụng là hạ gốc tự do, chẳng ạ, nó hạ gốc tự do. Chính vì thế mà nó ngăn ngừa được rất nhiều bệnh. Nào là có thể ngăn, ta có thể nói luôn là nó là một cái chất là ngăn ngừa trong gốc tự do này, nó chống oxy hóa, cho nên nó bảo vệ sức khỏe bằng cách là nó ngăn ngừa ung thư, nó chống lại sự lão hóa, rồi nó bảo vệ hệ tim mạch, rồi nó bảo vệ cho cái hệ xương của chúng ta rất là chắc khỏe, nó rất là tốt, quá tốt luôn. Thế thì khi mà chúng ta thấy là các cái chất đó nó cái hoạt chất mà isoflavone nó điều hòa được toàn một cái hệ nội tiết tố nữ như thế, và nó lại kích thích cơ thể sản sinh ra collagen tốt như thế, nó lắng đọng canxi xương tốt như thế, nó bảo vệ được hệ tim mạch, nó chống xơ vữa mạch, vân 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 vân, như vậy quá tốt khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Và chưa hết đâu, đối với cái sản phẩm mầm đậu nành nano flavone này, tôi được biết là trong đó nó một cái thành phần rất quý, đó là vị đan sâm. Đan sâm là một vị thuốc rất quý trong y học cổ truyền. Và chúng ta thấy là đối với cái tác dụng dược lý của đan sâm thì nó có cái tác dụng là lên cái hệ thống tim và mạch vô cùng tốt. Nó tăng cường cái lưu lượng máu, tăng cường cái sự lưu thông máu, phải không ạ? Rồi vân vân, nó rất là tốt. Thì đối với y học cổ truyền thì đan sâm là một vị thuốc có tác dụng vừa là bổ huyết, vừa có tác dụng điều huyết và có tác dụng thông mạch. Và khi mà khí huyết được điều hòa, huyết được đầy đủ, huyết được thông sướng thì da dẻ của chúng ta rất là hồng hào và tươi nhuận. Tôi cũng được biết là cái sản phẩm mầm đậu nành nano flavone này là được tư vấn về 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 mặt khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, cho nên tôi bản thân tôi rất rất là yên tâm, và vì thế mà tôi cũng khuyên mọi người là yên tâm sử dụng sản phẩm mầm đậu nành nano flavone này. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.